Rồi, hello anh em nha. Chào anh em với lại video của mình ha. Này có cái ca này vui lắm anh em. Cái bệnh này vui lắm nè. Xe này là quay RS ha. À, giới thiệu sơ cái quay này luôn. Quay này là mua năm 2007 nha. Xe này là chạy chắc khoảng cỡ 2 vòng rưỡi đồng hồ rồi anh em. Bữa nay là nó cái này là công tơ mét nó bị liệt rồi nha. Nó chỉ 18.900 này, cái này nó liệt lâu rồi mà nó chạy hết 2 vòng rồi anh em. Mà đặc biệt cái xe này á, là chưa có làm nồi. À, máy chưa rớ, chưa gì trơn á. Còn nguyên luôn em. Anh em nhìn ốc nè. Ha. À, ốc này là chưa tháo chưa cái gì luôn. Đó. À. Dòng này nó trâu bò dễ sợ, mà thấy có cái xe này trâu bò nha. Hồi đó mình có một chiếc mình chạy là 100.000 cây là nó rã tập đoàn rồi, mà cái xe này thì nó còn. Anh em thấy nè. Bạc màu 5 tháng ha. Nó chạy tới mức độ mà cái bên thắng này anh em thấy nó mục, cái này nó lủng luôn nè, anh em thấy chưa? Đó, nó lủng luôn rồi. Thì hôm nay là mình thay cái bên này. Sẵn thì vệ sinh, bảo trì luôn cái heo dầu dưới này anh em. Thì cái ben này nó hư anh em, mình có đi vô trong hãng Honda mình hỏi giá thì mình được cái báo giá thì nó nằm cái khoảng là 8-900 vậy đó anh em, theo đúng cái đời quay RS nè anh em. Mà nói thẳng thì cái giá đó thì nó đắt quá anh em. À, cái đồ mà nó cũ rồi mà mình mua mấy cái đồ như vậy mình gắn vô á, nó đắt quá, mình mua nó thẳng là mua không nổi rồi anh em ha. À, thì mình vô Suzuki mình mua. Anh em thấy cái ben này là của Suzuki nha anh em, mình mua ở trong đó là 400.000. À, ben này là ben của Suzuki, nó lắp lên V3 FE nha anh em. Thì mình thấy mình ở nhà mình có chiếc V3 FE nha anh em, mình thấy nó y chang nè, nó giống như mấy cái chiếc mà quay 110 á anh em, chờ đó anh em. Ha, à, nó chỉ thấp hơn, nó lùn hơn cái benzin quay RS xíu anh em. Nó thấp hơn cỡ 5 ly hả anh em, chứ không được 1 phân nữa. Thì mình mua mình về mình lắp lên cái xe, mình thấy nó bình thường thì nó giảm được gần phân nửa chi phí anh em. À, quá hợp lý luôn rồi. Đối với những cái xe cũ thì mình mua về mình lắp lắp là hợp lý. À, anh em sau này xe mình có hư như vậy anh em cứ vô trong Suzuki anh em mua. Mình không có bán đâu anh em, mình thấy xài rẻ thì mình giới thiệu cho anh em xài thôi, chứ mấy cái này mình không có bán đâu ha. Đó. Bây giờ anh em nhìn bên ngoài ha, anh em so sánh nè. Anh em thấy chưa? À, cái cụm nó giống nhau. Cái chỗ mà bắt kiến hậu nó cũng giống nhau luôn. Thì bây giờ mình khi mà mình thay cái này á thì mình tiết kiệm được cho anh em á, là phân nửa giá tiền nếu kêu anh em mua vô trong Honda mua ha. Thì đồ chính hãng của Nissin á thì cái nào cũng như cái nào thôi anh em. Nhưng quan trọng á mình mua cái chỗ cái giá tiền nó rẻ thì mình thay vô á, mình xài ok là ổn nha anh em. Thì bây giờ mình tiến hành mình tháo cái tay thắng nè, mình ráp vào đây. Và tất cả các chi tiết mình xài lại. Có những cái mới thì ví dụ như bây giờ cái này nó theo cái cụm nó có mấy ốc này, mình để mình xài ốc mới luôn, ốc cũ thì mình bỏ đi. Còn quan trọng á là khi mình bắt lên xe á, mỗi chi tiết nó giống nhau. À, mình thắng nó không có khác gì zin hết rồi anh em, nhưng mà tiết kiệm được cái chi phí cho anh em ha. À, cụm nít zin đàng hoàng nha anh em. Đó, bây giờ mình gắn vô xong rồi nè anh em. À, như zin có khác gì hết trơn á. À, bây giờ tiến hành vệ sinh, tháo con heo dầu này ra vệ sinh lại, thay mấy cái zin ở trong đó. À, thay hai cái miếng nhựa này nè, hai mũ này ha, đây miếng nè, thay bỏ thì lâu ngày nó bị lão quá rồi. Rồi mình tháo cái hai cái bê tông này ra, mình thay hai cái zin trong đó. À, hai con ốc này là bị lô rồi nè anh em, này là ăn trộm nó trộm. À, ăn trộm nó trộm mà hên là phát hiện kịp nè, nó lấy hai ngóc còn heo nó chừa lại đó. Còn thắng đĩa này là thay luôn rồi, đĩa này là đĩa này của ít của em chứ không phải là đĩa này không phải của Honda đâu.
mình mua thêm mấy cái post này nè, mấy cái post này là post piston kẹp của mấy con heo dầu ha nè. Thì cái post này là cái post piston kẹp của con heo dầu 2 piston á, như quay RS nè, quay ZX nè, Fu-1 rồi Asilo đó, anh em nó xài chung với nhau á. Nó Jupiter mà 2 piston ha, Exeter 2 piston xài luôn, xài chung luôn. Nó một bộ là 34.000 anh em. 32.000 chứ, 32.000 à. Còn hai cái này á thì nó chỉ có 16.000 thôi anh em. Mấy cái con heo dầu này nè anh em, mình chạy thời gian á là phải đi ra bảo hành bảo dưỡng nha anh em. Tại vì á nó như thế này nè, mấy cái xin này phía trong này nè anh em, cái là nó chặn cái lớn này nó chặn dầu ha, còn cái nhỏ này nè, cái nhỏ là nó chặn chặn bụi. Mà nếu mà anh em á mà chạy thời gian á, anh em không có thay á, là cái mấy cái này nó nở ra anh em, nó nở ra với lại nó dính bụi á, thì nó bê tông á là nó bị bụi, nó dơ, nó đóng, nó dơ nè, nó có thể là nó nổ cái bê tông luôn anh em nha, nó nổ, nó hư luôn á nè. Mấy cái này nó bị nổ rồi, giờ chà thì không dám chà mạnh, nếu mà chà mạnh nó sẽ bị trầy, mà chà lớt lớt thì nó cũng thấy cái dấu nổ này, anh em thấy chưa, hai dấu nổ nè. Thì bây giờ phải bảo dưỡng thường xuyên thì mình thắng nó mới mượt, còn nếu không á mấy cái này mà nó nở ra, nó bó vô cái bê tông á, là anh em bóp ra là cái bê tông nó chạy ra, nó không có giật vô được. Khi mà tạo áp suất á là nó cứ nén vài, nó nén nén và anh em nó bị bó thắng á, anh em quay không nổi là nó lý do nó bị vậy á anh em nha. Mấy cái này là chạy thời gian chừng khoảng, nói tóm lại là nếu mà chạy nhiều á thì nó không có bị, mà chạy ít á, lâu lâu ra chạy á là nó dính, lý do là nó nở ha. 2-3 năm trời là phải thay một lần, chứ không phải là mình để từ xe mình mua lúc mà mình chạy nó rã cái xe luôn, mình không có gì bảo dưỡng bảo trì bảo hành là nó nguy hiểm lắm nha anh em. Đó, bây giờ mình thay mấy cái này vô, rồi mình gắn mấy cái bít tông này vô anh em, lắp lên xe đó, vệ sinh sạch sẽ ha. Đó, anh em lưu ý mấy cái này nha. Giờ tiến hành lắp vô anh em, lấy dầu ha, rồi thử này kia kia nọ cho anh em xem. Giờ mình lắp vô, mình lấy dầu thắng cho anh em xem luôn nha. Cái này thì nó lại, nếu anh em làm ở nhà cũng dễ thôi, cái gì khó chứ, mình chịu mài mò mình tháo ra thôi. Cái thắng đĩa này nó cũng không có gì phức tạp hết trơn anh em. Thắng đĩa nếu mà anh em biết xài biết sử dụng, anh em chế nó còn đã hơn là làm nó còn đã hơn là cái mấy cái thắng đùm nữa anh em. Rồi cũ nè, nó thắng không có đều, có cái mép bố nó bị dính nè. Giờ nó này phải mài bớt, sửa mấy cái xe cũ cũ này phê lắm. Ở nhà sửa phê vậy nè, anh em đi ra tiệm mấy ông sửa xe ngoài tiệm mấy ông còn phê hơn nữa. Giờ tháo mấy cái xin này, cái điểm này lắp điểm mới, mấy điểm này rẻ lắm, 10 mấy ngàn bộ qua anh em. Hồi xưa đi vô Honda với Yamaha mua mắc lắm, đi vô Suzuki mua đi rẻ ghê à. Xài đồ Suzuki kia kìa ghiền luôn anh em ơi, ghê ghê anh em ơi. Không, cục này gắn đây, gắn xong rồi cho nó miếng mỡ bò đó. Còn cái cục dưới á, thì chỗ này cũng dễ gắn thôi, gì đâu khó. Nó bóp này vô, xong rồi nhét nó vô thôi, nắm đầu lôi ra, khỏi cần làm thế thần gì hết trơn á, vậy xây xây là nó ra anh em ơi, dễ lắm. Đồ mới dẻo nhẹo à, không có gách đâu, khỏi lo. Máy này xe mình xài mà thay hoài à, chứ không phải lâu lâu mới thay một lần. Đi vô trong hãng Su mua cái mấy bà chị trong đó quen mặt luôn. Đó, đơn giản ha anh em, có gì đâu khó. Rồi thì giờ lắp cái cây này vô cho nó miếng mỡ bò rác vô thôi. Đó, kiểm tra nó vô mấy cái lãnh nè, nó vô đều hết trơn á, nó đừng có bị trật ra ngoài á, thì mình gắn lên xe thôi à. Mấy cái này á, là nếu anh em làm á, nó khớp á thì bụi nó không có lọt vô ha, nó không có bị mà nước lọt vô nó không có hư thôi đó. Giờ tiến hành gắp thôi nè,
Rồi bây giờ mình gắn vô cái này xong hả anh em, bây giờ mình lấy dầu thắng cho anh em xem nha. Thì anh em lấy dầu thắng á, mấy cái này anh em siết lại nha, siết cho chặt lại, mấy cái này siết chặt lại hết đó. À, bây giờ á anh em đổ dầu vô, đổ vô nó được cái tràn mí quá nha, phải chừa cái mí nó khoảng cỡ một phần đi nè, chừa khoảng cỡ một phần. Rồi ok, cái này thôi nha. Rồi bây giờ mình tiến hành nè, mình lấy cái này, nếu mà mình có cái ống chích á, mình bỏ vô mình hút á cho cái bọt khí nó ra cho nó tràn dưới kia thì nó dễ, còn không có thì anh em chơi cách này. Bây giờ anh em thấy cái này nè, bây giờ mình bóp vô nè, thì mình bóp vô á, bắt tay mình bịnh lại cái này đi, xong á là cái này mình buông ra cái đấy, mình bóp tiếp thì mình buông cái tay này ra cho cái khí nó ra anh em, xong rồi mình đẩy lại rồi mình buông, mình bóp tiếp, nó nhồi vài lần á, như vậy á thì cái không khí nó ở trong này nó sẽ ra hết. À, lúc đó nó sẽ còn lại là dầu thôi, nó ép một xíu nữa là nó sẽ tràn dầu ra nè. Mình làm chừng vài lần rồi nó tràn dầu ra ha. Đó, bây giờ là mình bóp cái nữa là nó tràn dầu ra nè. Nè thấy chưa? Đó, nó đủ rồi đó. Thì cái này mình lấy cái chìa khóa táo mình thêm. Khóa nó lại. Khóa nó lại là coi như xong. Đó. Khi mà anh em khóa lại á, mà anh em bóp tay này nè, nó còn nhẹ ha, thì anh em cứ bóp thêm vài cái nữa, khi mà dầu nó đủ xuống nó nén cái nữa, nó cứng cái tay rồi á, thì lúc đó anh em tiến hành em xả gió nó một cái nữa cho nó đủ gió luôn, nó hết, nó đủ mà nó ra hết gió luôn là coi như xong. Đó, khi anh em lấy dầu xong á là anh em bóp nó có cái độ nhồi ha, nó nhồi tới thời điểm nó cố định là nó không có vô nữa nha anh em, mình bóp hết lóc rồi nè, nó hết vô rồi nè. Đó, mình buông là nó nhả liền nè, em thấy chưa? Thì cái mức dầu anh em canh á là nó đây, nó có gạch phía trong nè, nó vừa chạm tới đó thôi, ok nha nè ha, đừng tràn nhiều quá, nhẹ quá nó sẽ tràn ra ngoài nè. Rồi coi như mình lấy gió xong rồi ha, rồi mình tiến hành mình xiết cái này cho nó cứng lại nữa là ok, là xong xuôi nha anh em. Đó, lau sạch sẽ rồi đây nắp lại đó, khi này lắp vô lại em quay nó phải như vậy nha ha. À, này lắp vô là em quay nó phải như vậy nha, chứ lắp mà xong mình em quay nó quay nó không quay mà nó cứ ngắt ở chỗ là như không có làm ăn gì được nha anh em. Nó mình bóp lại nè, chính là nè cho buông rồi nè. Còn này nó kêu sẹt sẹt là tại vì á bố thắng với lại cái đĩa nó không có đều thì nó mòn, cái đĩa nó giật nó phải kêu sẹt sẹt nha anh em. Đó, như zin trong hãng nha anh em. Còn cái này thì dây sinh sao đi. Ở đây mình không có súng xịt anh em, không có bình hơi, mình không có tháo cái này ra mình rửa. Nếu mình rửa mình vệ sinh mà mình xịt không có hết á thì nước nó còn đọng ở trong này thì nó không có hay nha anh em. Đó. Cái độ nó có cái độ rơ nhưng mà rơ rất ít anh em. Nó chỉ cần mình nhích là dính. Như vậy nó mới ok nha anh em. Bây giờ mình căn chỉnh cái này cho nó cái lỗ kính nó phù hợp nữa là coi như mình ráp lại là xong nha anh em. Xong rồi đó anh em. Nhẹ nhàng ha. Nhẹ nhàng cái máy. Gắn kiên hậu vô bình thường nha anh em. Đó anh em thấy cái lỗ nó hơi xéo xéo không? Cái nguyên nhân mà cái lỗ nó bị xéo quá là do cái xe này anh em, nó té nhiều quá, nó té nhiều lần quá. Rồi cái ghi đông nó bị dởn lên trên đó anh em. Nó không có mà đúng cái vị trí á, nó dễn lên vậy đó, anh em thấy nó bị xéo cái lỗ rõ ràng không? Đó, còn thắng thì bình thường thôi anh em. Rồi, chúc anh em thành công với xe của mình nha. Hẹn anh em video tiếp theo ha. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nha.